Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhà. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Hôm nay theo cậu bạn Thế Vinh Nguyễn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Gina ở trong mùa giải S2 2024 này nhá. Một vị tướng pháp sư mà cũng rất là lâu rồi kênh mình chưa làm về. Nhân dịp hôm nay vị tướng Gina chúng ta được tăng sức mạnh, mình cũng sẽ review lại cho anh em về cái cách chơi, cách đánh của vị tướng Gina. Với vị tướng Gina này thì cũng thực sự phải nói thật với anh em là một cái vị tướng mà mình rất là thích chơi. Tại vì ngày xưa mình có cái cục top tỉnh của vị tướng Gina. Cái ngày xưa ở cái tầm thời điểm cách đây chắc rất là lâu rồi, chúng ta chinh chiến ở tầm những cái bậc rank kiểu 8x. Đó, đánh Gina thì cũng rất là sướng nha. Một vị tướng có khả năng băng càn rất là mạnh ở trong giao tranh tổng. Và Zip đang có một cái tình huống cướp bùa đến từ vị tướng Nakroth và cướp không thành công. Và mình cũng sẽ chủ động đến để có thể hỗ trợ Zip. Điêu thuyền thì cũng đã có mặt rồi, muốn hỗ trợ Ginder và mình cũng sẽ tranh thủ vào cái lớp giáp của vị tướng điêu thuyền. Trong ngày hôm nay, ngoài sự thay đổi về sức mạnh của vị tướng Gina thì mình cũng thấy có rất nhiều vị tướng khác được thay đổi và remake. Điển hình là vị tướng điêu thuyền, Lineana và vị tướng Dirac với cả vị tướng nào nữa nhỉ? Sennel anh em. Rồi, pha này thì chúng ta sẽ dụ Murat và điêu thuyền đi gần lại nha và sau đó sẽ đánh phản công lại đến từ vị tướng Zuka và vị tướng Zip. Và hai cái mạng ở giai đoạn đầu trận khá là thơm đến từ vị tướng nào ta? Chính xác là đến từ Zuka, nó một cái lợi thế rất là lớn cho team chúng ta ở giai đoạn đầu trận. Đó, và trong cái trận đấu ngày hôm nay nếu mà đánh giá tổng quan qua thì mình nghĩ là team bạn đang có một cái lối pick nó hơi mạo hiểm một tí. Khi trận đấu này của mình thì lại có vị tướng Triệu Vân, một cái vị tướng mà dạo gần đây thì nó sẽ được hưởng một cái lợi khi chúng ta gặp một đội hình mà có nhiều khống chế. Và team bạn trận này thì toàn khống chế cứng thôi, có Ginder, có điêu thuyền, có Slim và có cả những cái lần khống chế từ Murat ở chiêu 1. Thành ra là Triệu Vân trong trận đấu này sẽ được bắp rất là nhiều về cái mặt sức mạnh. Nếu mà team bạn trận này mà không khéo trong cái cách dồn combo, cách dồn choáng thì rất là dễ toang dành cho team bạn. Đó, bây giờ thì Triệu Vân của team mình cũng đã đến rồi. Đó, có Triệu Vân đánh tự tin hơn hẳn, nhưng mà tầm này thì mình cũng đã hết về cái mặt là mana. Thành ra là chúng ta cũng sẽ lên sớm cái Phượng Hoàng Lệ cho vị tướng Gina nha. Đồ này thì mình không khuyến khích anh em lên thành cái bưu đồ người ta gọi là Ngọc Đại Pháp Sư, mà chúng ta chỉ lên ké thôi, lên một nửa thôi, để chúng ta gia tăng cái lượng máu và lượng mana sau khi chúng ta lên cấp. Hoặc là trong cái quá trình đi đảo đường, chúng ta sẽ hạn chế cái việc biến về nhất cho vị tướng Gina. Chia sẻ qua một tí về cái chất tướng của vị tướng Gina, một chất tướng pháp sư mà có thể giúp cho anh em tạo ra được những cái pha combat rất là đột biến. Vị tướng này thì theo cá nhân của mình là không thể sốc sát thương được như là những cái vị tướng pháp sư nó sốc mạnh như là kiểu Ra hay là Lily. Mà chúng ta chơi vị tướng Gina thì sẽ là một cái phong cách đánh nó từ tốn, cấu rỉa dần dần và tạo ra được những cái pha lao vào ở trong cái tình huống combat. Một chủ lực tiên phong, nhưng mà anh em lưu ý là chúng ta sẽ vào sau nha. Có nghĩa là tanker sẽ ưu tiên vào trước, còn chúng ta sẽ vào ở nhịp sau chứ không ưu tiên lên trước như là tanker. Rồi tầm này thì mình nghĩ sẽ là setup một cái pha băng trụ từ team của mình. Khi Murat, chính xác là Triệu Vân lao vào rồi, đó, ăn được cái mạng đầu tiên của vị tướng Slim và thêm cái mạng thứ hai của vị tướng Ginder. Khá là thơm nha. Tầm này thì mình nghĩ là chúng ta chắc là cũng chưa ép được trụ đâu. Tranh thủ là tản ra để đẩy lính và sau đó là cướp bóc những con quái còn lại ở trong phần rừng của team bạn. Đó, và tiếp tục nói với cái chất tướng của vị tướng Gina. Ngoài là một cái vị tướng có thể giúp cho anh em băng vào và cản ở những cái pha giao tranh tổng, thì đây cũng là một cái vị tướng mà anh em có thể kết hợp rất là tốt với một cái đội hình mà có những cái chất tướng có khả năng băng. Kiểu như là team mình trận này thì cũng rất là nhiều vị tướng có thể băng càn mạnh rồi, thành ra là pick Gina rất là hợp. Hoặc là anh em cũng có thể chơi vị tướng Gina để khắc những đội hình mà nó lại có nhiều chất tướng như là kiểu tanker đấu sĩ, hoặc là những chất tướng mà nó thiên hướng sát thủ. Đó, nói chung là những cái vị tướng đánh tay gần thì Gina khắc rất là tốt nha. Nói chung là càng nhiều chất tướng áp sát thì vị tướng Gina sẽ trở lên càng mạnh. Tầm này thì chúng ta đang bị khóa rất là cứng đến từ vị tướng Ginder và tiếp tục ăn được một cái mạng nữa. Mình nghĩ là chúng ta sẽ phải tạm thời rút lui thôi khi cái thế đứng ở đây nó là không quá đẹp. Đó, và thậm chí là sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố là giảm sát thương đến từ quái rừng. Chính xác là cái phần rừng của team bạn thì chúng ta bị giảm đam. Rồi, và mình cũng sẽ quay trở lại lấy em outplay được không nhỉ? Hơi khó khăn một tí. Đó, pha đấy thì cũng liều thử nghiệm tại vì chúng ta cũng không có cơ hội để chạy. Đó, cơ hội chạy thì nó sẽ dành cho Caffeine và vị tướng Zip. Quay trở lại với lối chơi của vị tướng Gina trong clip ngày hôm nay của mình, thì trước tiên đến với cách combo, cách lên đồ thì chúng ta cũng sẽ nói qua một tí về bộ kỹ năng nha. Để cho anh em nào mà đang tập chơi về vị tướng Gina thì chúng ta cũng hiểu rõ về cái bộ thông tin chi tiết của vị tướng này. Đó, xem là thông số kỹ năng nó như thế nào và nếu mà chúng ta đối đầu thì sẽ khắc chế ra sao. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với nội tại ấn chú của vị tướng Gina. Với mỗi lần đánh thường của vị tướng Gina thì vị tướng này sẽ tích một cái lần điểm tích lũy. Sau khi đủ 4 lần tích lũy thì vị tướng Gina sẽ công kích ra một hạt xá lợi gây sát thương và kèm theo xuyên thấu. Mình thấy là chơi Gina thì chúng ta ngoài dùng chiêu cũng nên spam đánh thường liên tục. Đó, khi anh em đã tích đủ những đòn đánh thường thì cái nội tại của vị tướng Gina sẽ trở lên rất là mạnh.
Và theo cá nhân mình nhớ là cái nội tạng này cũng có thể gây được chí mạng nha. Thành ra ngày xưa cũng hay có một cái meta đánh hơi trôn một tí, đó chính là Gina lên thêm một cái thánh kiếm, hoặc là ép thêm một vài cái slot ngọc chí mạng như là kiểu vị tướng Kera chẳng hạn. Đi chơi vị tướng này nó cũng rất là ổn. Nhưng còn mình không biết là bây giờ thì còn hay không, nhưng mà ngày xưa thì áp dụng cái đấy là hoàn toàn ổn. Tiếp tục đến với chiêu 1 của vị tướng Gina có tên là Loạn Hạt. Gina sẽ bắn ra hai hạt xá lợi gây sát thương liên tục, và hai hạt này thì nó lại có khả năng nảy nha. Số lần nảy thì sẽ tối đa là 2 lần, và mỗi lần nảy trúng vào tướng địch thì Gina cũng rất hồi máu. Thế nên trong quá trình chơi Gina thì mình chỉ ngán mỗi cái là chúng ta bị hết mana thôi. Chứ còn nếu mà anh em hết máu thì chúng ta lại tung cái chiêu 1 vào tướng địch thì chúng ta lại được hồi lại máu rất là nhanh. Tầm này thì mình cũng sắp hồi cái chiêu cuối rồi, tranh thủ là lừa team bạn một tí, chúng ta cũng sẽ quay trở lại outplay. Tại vì team bạn ở đây là có hai người, thành ra là đang rất là sung, nó có thể thậm chí lao vào mình bất cứ lúc nào. Rồi và chiêu cuối đã hồi, chúng ta sẽ bật luôn và outplay vị tướng Điêu Thuyền của vị tướng Ginder. Đó, anh em cũng có thể thấy là khả năng hồi phục, khả năng cân 2 của vị tướng Gina cũng rất là tốt, gần như là không ngán, có cả chính xác là có cả Nakroth. Nhưng mà Nakroth trong tình huống này thì cũng không liều lao vào chúng ta. Đó, tại vì nếu mà có lao vào thì cũng chưa chắc đã có thể hạ được vị tướng Gina sau một lần combo. Đến với chiêu 2 của vị tướng Gina có tên là Hàng Yêu Phục Ma. Với chiêu thức này thì anh em chỉ cần hiểu đơn giản là Gina sẽ kích hoạt ra một cái kết ấn xung quanh người, nó gây sát thương vào kẻ địch nào mà dẫm phải cái chiêu chính xác là bị ảnh hưởng bởi chiêu 1 thì sẽ bị làm chậm đó 50% nha. Và cuối cùng đến với chiêu cuối của vị tướng Gina có tên là Hàng Yêu Phục Ma, một chiêu thức rất là quan trọng để anh em có thể mở combat bằng vị tướng Gina. Với chiêu thức này thì Gina sẽ kết ấn xá lợi này, gây sát thương liên tục, đồng thời là kẻ địch nào mà đứng gần vị tướng Gina, có nghĩa là mỗi kẻ địch đứng gần Gina thì Gina sẽ được tăng 5% miễn thương. Thế nên đây cũng chính là cái mấu chốt để cho vị tướng Gina có thể là một vị tướng tiên phong ở combat và có thể cân 2, cân 3 rất là dễ dàng. Cân 4 thì mình không đảm bảo, nhưng mà cân 3 với cân 2 thì mình nghĩ hoàn toàn được. Đó, cứ ưu tiên chúng ta lao vào, anh em spam chiêu và kết hợp đánh thường liên tục thì chắc chắn với anh em rằng là Gina sẽ trở lên rất là mạnh ở trong combat tổng. Tổng quan qua từ một cái bộ kỹ năng như vậy thì đây chúng ta sẽ rút ra cái lối combo cho vị tướng Gina. Rồi Zip đã một cái pha băng rất là sâu và chúng ta đang có một cái thế tiến rất là đẹp. Rồi có cả Điêu Thuyền, có cả Slim và Nakroth, nhưng mà tầm này thì hết chiêu cuối mất rồi, mất miễn thương, nhưng mà không sao, team mình ở lại thì vẫn có thể càn nốt những cái vị tướng đó thôi. Đó, khi anh em chơi vị tướng Gina thì đầu tiên khi anh em thấy tướng địch thì mình nghĩ là chúng ta sẽ hạn chế lao vào chiêu cuối nhá. Chúng ta chỉ lao vào trong khi anh em đã xác định là ăn được, còn không thì mình vẫn ưu tiên là những cái tình huống mà chúng ta đứng ở ngoài, chúng ta rỉa bằng chiêu 2 những chuỗi tràng hạt của vị tướng Gina. Đó, cứ xả liên tục thôi, rỉa máu tướng địch, và anh em có thể kết hợp với cái mặt nạ Berit. Mặt nạ Berit thì cũng là một món trang bị mà có thể gia tăng cái khả năng cấu rỉa cho vị tướng Gina nên rất là tốt. Đó, chúng ta cứ rỉa liên tục, khi nào mà tướng địch còn khoảng 50% máu, anh em lao chiêu cuối vào, hoặc là còn khoảng 60, nhưng mà cứ an toàn nhất thì mình nghĩ là 50% nhé anh em nhé. Đó, rỉa liên tục. Nếu mà team anh em lao lên cover cùng thì chúng ta cũng sẽ dùng cái chiêu cuối lao lên luôn. Đó, để có thể giúp team chúng ta mở combat tốt nhất. Sau khi bật chiêu cuối lao lên xong thì anh em hãy nhớ là chúng ta sẽ đánh thường liên tục, đó kết hợp với chiêu 1 và chiêu 2, làm sao mà tối ưu nhất được cái khả năng áp sát của vị tướng Gina. Hoặc để mạnh hơn nữa trong khả năng áp sát thì chúng ta cũng có thể cân nhắc sử dụng tốc biến này hoặc là tốc hành. Ngày trước đánh Gina thì mình cũng hay sử dụng cái tốc hành để có thể băng cả tốt hơn, nhưng trong trận đấu này thì mình nghĩ là chúng ta nên dùng tốc biến hơn, đó để tránh những cái lần khống chế của Điêu Thuyền hay là những cái pha chói của vị tướng Ginder. Rồi tình huống này thì chúng ta cũng lại bật chiêu cuối hơi sớm mất rồi. Đó, và một nốt nhỏ dành cho anh em là khi chơi Gina chúng ta cũng căn nghe cái thời gian chiêu cuối làm sao để bật hợp lý nhất nhé. Đừng bật quá là sớm hay là đừng bật quá là muộn, mà chúng ta bật ở những cái thời điểm thích hợp, bật ở những cái thời điểm mà khi team bạn combat thì nó sẽ là lợi nhất dành cho vị tướng Gina. Còn về lối trang bị dành cho vị tướng Gina trong clip ngày hôm nay của mình thì chúng ta sẽ ưu tiên một lối trang bị mà có cả công cả thủ dành cho vị tướng Gina. Khi chúng ta có đến từ giày kiên cường là rượu vẹn, cái này tùy chọn nhé anh em nhé. Trận nào mà tướng địch nhiều vị tướng gây vật lý, gây sát thương vật lý, chúng ta sẽ lên là giày hộ vệ. Còn trận nào mà có khống chế với cả gây sát thương phép thì chúng ta lại lên giày kiên cường. Còn ở trong slot thứ hai chúng ta sẽ ưu tiên là mặt nạ Berit, một slot mà mình nghĩ anh em lên sớm để gia tăng cái khả năng cấu rỉa từ xa cho vị tướng Gina. Còn ở slot thứ ba chúng ta sẽ lên cho Gina, đó chính là món trang bị băng nhẫn Skadi để giúp cho vị tướng Gina tăng khả năng chống chịu ở trong giao tranh tổng. Đó, tại vì băng nhẫn Skadi này thì mình thấy rất là hợp với những cái vị tướng thích nghi với lối đánh là áp sát cận chiến, hoặc là Laurel lên cũng được, Gina lên hoàn toàn ổn, hay Lorion. Đó, những xét tướng pháp sư ưa áp sát và ưa những cái pha combat cận chiến. Còn ở slot thứ tư thì tùy trận anh em nhé. Trận nào mà tướng địch có những cái vị tướng hồi máu mạnh chúng ta sẽ lên là cái sách truy hồn. Còn ở slot thứ năm thì sẽ là vương mệnh hay kết, và slot cuối cùng sẽ là một slot xuyên giáp, hoặc cũng có thể là quả có băng xương. Cái này thì cũng sẽ tùy anh em lựa chọn mà thôi.
Còn ở bảng phù hiệu dành cho vị tướng Gina thì mình sẽ ưu tiên một lối phù hiệu mà có khả năng hút máu một tí đến từ Thánh Thuẫn. Tại vì món slot này thì mình thấy là rất là hợp với Gina, có thể giúp cho vị tướng Gina tăng khả năng chống chịu là một này. Và thứ hai là cũng giúp cho chúng ta có thể gia tăng được khả năng hút máu khi vị tướng Gina này thấp máu. Đó còn là những slot đầu chúng ta sẽ ưu tiên Thánh Châu Xuyên Tâm và cái món trang bị hấp huyết và canh gác khi chúng ta băng trụ. Từ nãy đến giờ là chúng ta đang có một số cái tình huống là hơi xanh của ai nghiệm, thành ra là hóa ảo tưởng, cứ lao vào cân 3, cân 4 nhưng mà thực tế thì là không. Đó, tầm này thì mình nghĩ là chúng ta muốn cân được thì chúng ta cũng sẽ có hỗ trợ đến từ team. Đó, mình lao vào chỉ là một phần thôi, chứ bây giờ cân nó sẽ là hơi khó nha. Cái kèo bây giờ chúng ta cũng đang xem tiền với team bạn rồi. Mặc dù về cái thế trận thì anh em nhìn là chúng ta đang 25-16, trông thì xanh hơn thôi, nhưng mà thực tế thì hai bên cũng xem đổ nhau ở cái tầm giai đoạn cuối trận. Nó thế nên là mình cũng sẽ chủ động chúng ta đẩy cao để ăn lốt cái tơn lính trên. Tranh thủ là win sớm thôi, tại vì giai đoạn cuối trận mình thấy team bạn có một con bài Slim, nó một con bài xạ thủ rất là mạnh ở giai đoạn cuối khi có thể bắn tanh. Đó, hay là hạ những cái vị tướng rất là trâu của team chúng ta rồi, bắt được Slim rồi bằng một pha tốc biến. Và Ginder bật lên một cúc vàng nhưng cũng chả để làm gì, khi gần như là cũng không thể thủ được mình. Và thêm nữa là vị tướng Lưu Thuyện lên bản đếm số rồi. Và mình nghĩ là chúng ta có thể end luôn cái trận đấu này ở tầm phút thứ 13. Và clip của mình và vị tướng Gina ở trong mùa giải S2 2024 thì đây là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu nghe nào thì hãy cho mọi để lại mình một like đăng ký kênh, có thể ủng hộ mình tiếp tục ra video khác hơn nha. Và tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye.